Hello, hôm nay mình quay cái mặt mắm mình lên cho các bạn thấy. Chắc xấu quá. Chắc mình xấu trai quá đúng không các bạn? Nhưng mà bây giờ làm chưa tốt giờ mình mới quay lên cho các bạn thấy. Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé. Và đây bắt đầu là mình sẽ nhóm lửa lên đốt than và sẽ nướng những món là thịt. Quay cho làm một mới. Và đây là anh Hùng, cũng là một đầu bếp sắp nổi tiếng của xóm trọ. Còn đây là anh Sư Đông, rất chi là đảm đảm đang. Nhìn ngon quá nào các bạn ơi, có ai muốn ăn không ạ? À? Thật là quá ngon, thật là hấp dẫn. Lâu lâu tụi mình mới làm được một món ngon như thế này, không biết bạn nào có thích hay không. Nếu thích thì các bạn cứ thử làm nhé, ai cũng làm được hết ạ. Đâu này là chín rồi. Cái này rửa chứ đừng khô á. Khô quá nữa đấy, còn gì không? Cái này đang nó còn chín. Nó đúng là cái nước này ướp nó đẹp ha, thịt nó vàng phải không? Vàng hơn. Được chưa? Bố được chưa? Xe đi. Đâu ở Út Ly. Mẹ đi. Nãy biết mẹ nó đi dẹp mẹ nó đi giữa rồi nè. Là tức luôn. Nhưng mà xem like xuống rồi là tức là chọc cái bút luôn. Cái này nhìn lại nhìn nhậu là không biết.